Kính chào toàn thể quý khán giả đang theo dõi kênh của bên Nguyên Audio. Hôm nay thì em lên cho các bác một cái mã rất là hay luôn. Vâng, con này mà bác làm giải mã thì em nghĩ là đẳng cấp rồi. Đấy, và ngoài ra thì mình cũng có thể là làm công suất nữa. Đấy, vâng, con này thì hôm nay em khuyến mại một ngày duy nhất, các bác ơi. Vâng, một ngày duy nhất cho một cái mã sản phẩm. Đó là con Onkyo có mã là X7A các bác nhá. Các bác nào chốt hàng thì nhanh tay alo ngay cho em mã là Onkyo X7A. Vâng, con này thì em tính em sẽ test các chức năng cho các bác sau. Đấy, hiện tại thì em sẽ mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm. Đấy, hòa tấu guitar. Đấy, sau đó mình sẽ đi vào nghe nhạc, đi vào phần test các bác nhá. Đấy, thì các bác nghe nhạc một chút đã để thư giãn đã. Sau đó thì mình sẽ đi vào phần test và phần chi tiết được chưa ạ? Đấy, rồi. Em xin mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm này. Bác nào mà muốn nghe chuẩn thì đeo tai nghe vào nhá. Dạ vâng, một con loa hay nhưng mà thiếu đi một con âm ly chất lượng, một con công suất chất lượng thì cũng vứt các bạn ạ. Và kể cả một con công suất chất lượng nhưng ghép vào một con loa dở hơi thì nó cũng chỉ thành là nó sẽ thành một cái gì đấy hơn hẳn là một cặp loa hay mà ghép vào con âm ly dở hơi. Bởi vì là khi một con công suất hay thì kể cả các bác ghép với một con loa tầm trung bình hoặc bình thường thì nó vẫn tạo ra một cái hòa âm phối khí rất là tốt. Đấy, có thể là thì nó không đạt chuẩn như ví dụ là một con nó hay, nhưng nó cũng đâu đấy nó cũng em nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn so với cả khi một con nó hay mà ghép với một con âm ly dở hơi. Bởi vì là khi âm ly dở hơi thì chất âm khi nó xử lý ấy, nó không được tốt thì mình loa hay đến mấy thì đưa ra thì nó vẫn nhạt nhẽo đúng không các bác? Đấy, nhưng mà khi âm ly đã hay xử lý tốt rồi mà gặp một con loa nó trung bình thôi thì chất âm nó vẫn đạt theo yêu cầu của mình được. Đấy, thì đấy là cái cảm nhận và đánh giá của em. Còn các bác thấy nó như thế nào hay nó ra sao thì có thể cho phần bình luận phía dưới nhá. Đấy thì em xin giới thiệu qua một chút. Thì đây là một con giải mã, con Onkyo X7A. Thì con này em bán vừa làm công suất vừa làm giải mã các bác nhá. Đấy, thì bác nào thích làm công suất thì về ghép hai loa vào như em đang ghép ở kia. Đấy, em đang chơi đôi loa ở kia sang đôi Sony. Đây, em đang quánh đôi Sony này. Đấy. Ba đường tiếng. Còn ở đây thì nó là dòng công suất X7A và các bác có thể dùng con này làm giải mã rất là hay, dòng giải mã 24 bit.
Đấy, rất là hay luôn. Nhiều bác bảo là ui sao giải mã nhìn nó lạ thế, bởi vì là cái này thì nhiều bác có khi là chưa chưa gặp phải. Thì thông thường thì mình nghe đến giải mã thì mình chỉ nghe giải mã bao diêm, nó chỉ bé bé như bàn tay này thôi. Đấy. Thì những cái giải mã đấy thì sau này các bác còn muốn làm công suất như con này thì lại khó không làm được. Đấy, nhưng với những con này thì mình vừa làm giải mã được mà sau này bị mình làm công suất nó cũng tiện. Đấy, mình chỉ việc ghép loa vào là có công suất rồi. Đấy. Mà những con giải mã thông thường các bác mua bao diêm thì nó chỉ khoảng 200-300 thôi, nhưng mà những con đấy thì nó không hay. Nó thẳng luôn nó không hay. Đấy. Và nếu mà để mua một con giải mã hay thì nó tầm khoảng 800-900 hơn 1 triệu. Đấy thì mà nó cũng chỉ làm giải mã được thôi, không làm công suất được. Đấy thì thay vì như vậy thì em nghĩ là các bác chốt luôn con này. Đấy. Nó sẽ hay hơn nhiều, bởi vì sao? Bởi vì cái con này nó to hơn luôn các bác. Một cái cục nó to như này thì bảng mạch vi xử lý của nó sẽ to hơn. Thì nó to hơn thì nó sẽ nhiều linh phụ kiện hơn thì nó xử lý nó lọc càng tốt hơn. Kiểu như một cái cột lọc nước nhà mình ấy, nó càng nhiều, ví dụ như nó sẽ có than hoạt tính này, thạch anh này, rồi cát thạch anh này, sỏi này. Đấy. Rồi đấy, nói chung là một quá trình lọc của nó, thì rồi nếu bác nào muốn làm mềm nước nữa thì cho thêm cả cation vào. Đấy, tức là cái hạt nhựa của Anh, nước Anh ấy, hay là hạt nhựa của Hàn Quốc. Thông thường thì ở Việt Nam mình sẽ dùng nhựa của Anh, bởi vì chất lượng nó nhạt, nó chất lượng nước nó sẽ mềm hơn. Đấy, thì đấy là một cái quy trình xử lý. Thì cái con này vậy thôi, thì càng nhiều tụ rồi giò các thứ rồi thì nó cũng sẽ xử lý chất âm sẽ tốt hơn. Đấy. Thì đấy là sơ lược qua là về cái con này. Còn về cách kết nối thì cũng đơn giản thôi. Các bác chỉ việc kết nối qua các đường em xin lỗi có khách một chút. Đấy thì cái nhạc thì các bác nghe rồi đúng không? Thì cái phần này thì em sẽ test sau nhá. Ở đây thì em sẽ test tiếp cái phần CD trước này. Cái CD này thì em nói luôn là gọi là test thì có thì em test thêm cho vui nhá, chứ không bảo hành bảo tỏ gì cái CD và cái MD nhá. Vì về nhiều khi các bác dùng cái cũ đến mốc đưa vào test là đến lúc mà bảo em là sao nó không chạy. Đấy thì cái này em nói ngay từ đầu test thì test thêm cho vui chứ không bằng mà có CD mà đi. Còn bán chứa để làm công suất và giải mã. Lách bài thì các bác lách ở đây nhá. Lách bài thì có cái lách đây này. MD thì có trò đây. Em thử tiếp cái MD xem nào. Đấy, thì đấy là CD. Về thì các bác dùng đĩa xịn cho em một tí nhá. Điện thoại thì em test rồi, em sẽ rút đường điện thoại ra này. Còn đây đường quang này. MD con này vẫn chạy nhá. Lách bài thì có select chung ở phần CD. Lách bài này sang bài 2 này. Còn các bác nghe đường quang thì chuyển tiếp cho em về chế độ digital, chính là cổng quang. Đấy, thì lúc này các bác kết nối với Smart TV thì chuyển về đường digital này nhá. Đấy thì vừa rồi là em test xong cho các bác là hết các chức năng nhé, CD, MD rồi đường quang rồi kết nối điện thoại, TV. Đấy thì riêng cái CD, MD thì em nói ngay từ đầu rồi, làm test thì test thêm cho vui thôi nhé, không bằng mà tỏi hai cái này. Còn bán chứa làm công suất và giải mã. Đấy, giá thì em sẽ để ở phần tiêu đề. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ thì cứ gọi trực tiếp cho em qua số 09 79 891 682 hoặc số 0966 594 581, hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng em nhé. Cái vết này là vết em đánh dấu là CD nó vẫn chạy. Đấy, để biết là con nào chạy con nào không. Thì các bác thích thì về có thể dùng tí cồn hay là tí nước ẩm lau là hết cái này nhá. Cái này là mực xóa được nhá. Vâng, em xin chào các bác.